Thu Hương và Benny Lam xin trở lại quý vị với phần 2 của cái món tôm rang trứng muối. Phần 1 là Chef Benny làm tôm có vỏ nha quý vị. Phần 2 Chef nhà ta sẽ làm tôm không vỏ. Nguyên liệu cũng như vậy mà chỉ có cái khác nhau là con tôm này không có vỏ. Tự vì mấy đứa nhỏ nó không ăn vỏ. Vậy thì mời Chef Benny hãy tiếp tục phần 2 với loại tôm không vỏ. Dạ, thì trước tiên Chef phải để em coi em có nhớ bài nha. Cứ đứng cười. Thì nguyên liệu gồm có cốt hủ tiếu chay Quốc Việt nè, tôm 16 size 16-20, rồi ngoài ra còn có trứng muối, trồng đỏ trứng muối, bơ, đầu hành và đuôi hành lá, tỏi và gừng bầm, tí dầu mè, tí đường, tí tiêu, bột năng và thêm loại rượu tequila với lại rượu sinh sao để mà nấu ăn đó quý vị. Sinh sao sinh muộn. Vậy đây là chef dạ, nạc ướp tôm. Trước hết là Benny lại bắt trước bán bài trước, tức là sao, vẫn là ngũ chảo kim long ạ. Ngũ chảo kim long. Bây giờ sếp nói đi rồi Thương cho vô để Thu Hương Bây giờ chúng ta sẽ thứ nhất là chúng ta cho. Đây Thu Hương cho vô để cho khán giả biết cái nguyên cái đường. Đường bao nhiêu đường? Cho đường. Bao nhiêu một cái này là một muỗng cà phê nè quý vị nè. Đó. Rồi, cà phê đường rồi. Ngọt ngọt tí không sao. Cho rồi. Một nửa muỗng lăng. Không. Cái này trước. Cốt hủ tiếu Quốc Việt hả? Dạ. Tí thôi. Đây là nửa muỗng cà phê nha quý vị. Rồi. Rồi, cho tiêu. Tiêu. Yeah. Là khoảng chừng 1/4 muỗng cà phê tiêu nha quý vị. Yeah. Rồi cho tí rượu. Rượu tequila bao nhiêu? Mỗi thứ một nửa muỗng. Nửa muỗng cà phê nè. Này là cái rượu của Sinh Sao. Sinh Sao để muỗng. Và cái này là cái rượu tequila. Ok. Rồi. Dầu mè. Dầu mè bao nhiêu? Dầu mè cũng một tí bằng rượu thôi, tí thôi. Nửa muỗng rồi, cà phê dầu mè. Rồi. Dầu mè. Dầu mè. Dầu mè nha quý vị. Okay. Rồi. Rồi sau đó chúng ta trộn đều hết lại, thấy không? Đó. Cái này là cũng phải là ngũ long hả? Kim long ngũ chảo. Dạ. Vâng. Quý vị ơi, Benny thích nhất là cái con tôm màu nó có đỏ đỏ như thế này. Dạ. Tức là nó rất là nhiều gạch mà ăn nó là càng thơm nữa. Rồi bây giờ là Chef Benny cho bột năng đúng không? Cho bột năng. Dạ một vâng. Cái muỗng canh nha. Vâng. Một muỗng canh bột năng nha quý vị. Đó. Vâng. Thấy không? Bây giờ tôi đếm đàng hoàng cho quý vị đó. Rồi. Chừng 2 bao tôm. Xong bây giờ mình cho tí dầu vào bếp này. Tí dầu vào có ngay. Đó. Đừng có cho cái gì nha, để phải đong đếm vô cho khán giả thấy nha. Đó rồi. Khán giả thấy rõ ràng thấy phải rõ không? Rõ ràng. Đúng rồi, lại bây giờ thêm một đợt bột năng nữa. Thêm một bột năng nữa hả? Khoảng bao nhiêu một muỗng canh nữa hả? Cho hết chỗ đó cũng không sao cả. Thôi để Thương phải đong lại cho khán giả biết. Okay. Thôi khán giả buồn lắm nha. Khán giả nghe cho Thương là cô phải đong cho tôi. Đó. Một muỗng cà phê đó. Cái này chúng ta không cần phải trộn đều lắm đâu. Tại sao? Bởi vì để cho nó có cái layer, outside layer. Nó có cái lớp ở bên ngoài đó quý vị. Để chúng ta cho vào ha. Có cái lớp bên ngoài không cần trộn đều. Lửa bé bé thôi, không cần lửa bé bé thôi ha. Rồi. Lửa bé nó ra nước sao? Dạ không sao. Tôm này không có ra nước đâu. Bởi vì chúng ta đã có cái bột năng che đậy nó rồi. Với lại quý vị nhớ là rửa tôm cho sạch và lau khô. Có cung thành bảo vệ nó rồi. Cung thành bảo vệ là bột năng cho nên không sợ ra nước nha. Nói chung là mà con tôm này không cần làm mà thẳng hả Chef? Không, tôm này không cần làm thẳng con nào. Thôi đừng đụng nó ha. Đừng đụng nó nhé. Dạ. Thương cứ khoái ngứa ngay tay chân. Cứ khoái đụng. Đó cho nó xếp hàng như thế này. Cái màu gạch nó ra đẹp quá. Rất hả? Là đẹp. Dạ. Mà cái gạch nó rất là ngon. Dạ. Đôi khi có nhiều người ta nói là ăn gạch kẽ thì nó bị high cholesterol. Cái gì nó cũng high cholesterol hết á. Tiền nhiều cũng bị high cholesterol. Diamond hồ xoàn nhiều cũng bị high cholesterol. Cho nên là thôi tôm mình ăn thêm một miếng ngon cho nó một tí dầu đỡ đi. Dạ, thí dụ mà bây giờ tôm phải có đầu nó mới có gạch quý vị ơi. Đó, cho nên thì tôm này phải... đó là có đầu. Dạ. Nhưng mà mình bóc nó đi, đúng không? Vâng. Xong là để cho nó đây là cái tôm không có vỏ, Thương đã bóc vỏ rồi. Vâng. Nha quý vị nha. Vâng. Đó, bây giờ chúng ta cứ để nó đi. Rồi. Cho nó coi như là chở mình chứ. Rồi bây giờ Thương đổi qua đây cho anh nha. Gấp cho nó chở mình đó ha. Chở mình trước đó. Đó. Tại vì nó không có vỏ cho nên không có thấy nó vàng à Chef Benny ơi. Vâng, không sao. Đó, không có thấy nó vàng không đâu sao, nha. Không sao. Thế được rồi, không sợ. Được hả, không sợ hả? Không sao. Ok. Không sao, kể nó đi, không sợ.
Rồi đó, sếp làm bên đó rồi, đi. Rồi, Thương làm bên này okay. cho. Ok, bây giờ ngay lập tức là chúng ta bên bên này là chúng ta đã có một chiến hào mới. Bây giờ là... bên này là chiến hào này làm gì? Dầu. Dầu nhưng mà phải đông đo cho khán giả nha. Tí tí thôi quý vị ơi, không cần nhiều đâu. Nếu mà quý vị mà thích lướt ván mạnh thì cho nhiều tí cũng không sao cả. Đó. Nhưng đây mà nha. Lấy cái này cho sếp Penny nè, để sếp Penny đông nè. Muỗng canh nè. Dạ không. Muỗng canh, muỗng cà phê nè. Ok. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cho tỏi. À, tỏi ha. Cũng như ban nãy thôi, tỏi trong tỏi chúng ta có ít gừng rồi. Dạ. Cái tỏi và okay. gừng bầm, tí okay. xíu gừng yeah. thôi quý vị. Rồi. Cứ thế mà làm nhẹ nhàng. Nhớ là patient on cái phi tỏi này. Phi tỏi này càng nhẹ nhàng với nó thì nó lại càng thơm. Cũng như là người ta nói là một đôi tình nhân phải nhẹ nhàng á. Thì nó thơm hả? Thì nó thơm. Cho nên là hơi kệ đi. Mình bắt trước được cái gì thì bắt trước. Wow, con tôm nhìn này đã quá ha. Đó, đó. Thấy không? Đã quá. Cái gạch của nó quá đẹp. Quá gạch quá đẹp rồi hả? Yeah. Cái này nó còn lẫn vào một con có vỏ. Rồi, khi mà Penny là thích nhất là làm cho cái tôm như thế nào đó, mà ở cái hành tỏi này này, khi nào cái mũi mình phải ngửi được cái mùi thơm thực sự của nó có một cái mùi thơm rất đặc biệt, đừng cái lẫn lộn, tức là bởi vì nếu không á, có nhiều cái người nấu ăn lười đó, làm biếng đó, thấy nó hơi tí này thôi là nghĩ là xong rồi, hiểu không? Mà nhưng mà chưa xong à? Chưa xong, nó chưa có cái mùi thơm đó. Khi mà chưa có mùi thơm đó mình ăn vào á, rồi trong đó mình ăn á, mình thấy nó nhún nhún nháo nháo thế nào đó, đúng không? Nó không còn là cái tỏi chiên nữa. Thu Hương cứ chiên đi, chiên đến hình như 36 tiếng sau là nó sẽ vàng à? 36 tiếng hả? cho nên là đây, bây giờ chúng ta cứ để này, thấy không? Nếu quý vị mà thấy nó em động đất vừa thôi. Đây nè, tại vì được chưa, tắt bếp được chưa? Tắt bếp cũng nha. Được mà chưa tắt cũng được, không sao. À. Ok. Tao không tắt. Ok. Rồi tắt bếp nha. Ok. Hình như là làm con tôm có vỏ đẹp hơn á. Vậy hả? À, nhưng mà thôi, phải để vui vẻ cả làng, vừa các người lớn và vừa các em nhỏ ăn được. Không đó, sao, quý vị ơi. Không sao hết ạ, cứ để yên đó, chút nữa là nó sẽ đẹp à. Quý vị thấy bên đây làm từ món đầu và món thứ hai nó cũng phải giống nhau. Tức là sao, cái tỏi nó phải có mùi thơm, gọi là rất là thơm, đồng đều với nhau. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cho một tí thôi, cho khoảng một nửa muỗng cái này thôi ha. Nửa một muỗng cà phê, cốt hủ tiếu quốc cốt Việt. Cốt hủ tiếu quốc Việt hả? Thương phải nhắc vâng. lớn lên cho khán giả rồi, biết. Rồi, một phần tư muỗng tiêu hả? Dạ. Dạ. Rồi, xong. Thở lên. Cho nó thơm lên đã nhé. Cho hai cái này thơm lên. Xong cho một tí đường. Lại nửa muỗng. Một phần tư muỗng đường. Dạ, một phần tư muỗng đường. Thế, rồi là chúng ta sẽ cho bơ. Cho bơ. Nhớ là ban nãy đó là chúng ta cho 4 miếng bơ. Yeah. Nhưng bây giờ chúng ta chỉ có 3 miếng thôi. Cái mà không có vỏ đó thì bao giờ cũng ít bơ hơn là cái có vỏ. Ok. Nhớ, đó làm cho thấy rõ rồi. Không là... vỏ là phải ít bơ vâng, hơn nha quý vị. Vâng. Không bỏ thì ít bơ hơn. Bởi vì không thì nó sẽ nhão lắm. Nhưng mà nói chung là bơ nhiều cũng ngon à, cũng không có sao đâu. Hả? Thế nếu mà quý vị thấy lửa lớn á thì chúng ta sẽ cho lửa bé đi. Rồi. Hoặc là nhấc nó lên. À. Nhấc nó lên múa mấy vòng là tự nhiên nó nguội đi à. Rồi bắt đầu cho trứng muối. Rồi chúng ta cho trứng muối. À, trứng muối cần đông không? Đó, trứng muối bao nhiêu khả năng bao nhiêu cũng được. Hôm nay bếp ẩm thực ngày nay hơi yếu trứng muối. Trứng muối không cần đông. Bạn lấy là cái gì cũng cần đông. Thì thôi trứng muối không cần đông. Ok. Quý vị thấy là khi mà cái trứng muối mà nó một cái cuộn vào với cả cái tỏi như thế này đó là nó sẽ rất thơm. Nó thơm lắm. Nó rất là ngậy đó. Ngậy. Béo béo ngậy. Tức là cũng y hệt như là chúng ta đi mua một con gà
mà con gà đó nó ốm quá thì chúng ta bảo ôi trời ơi con gà ốm như thế này mà cũng bán đắt thế. Rồi mua con gà nó béo quá thì ôi con gà này béo thế này mà cũng bán đắt thế. Vậy con gà như thế nào mới là gà ngon? Con gà không mua thì ok. Rồi. Rồi. Cái đó là đông. Vậy mà chúng ta đi lấy vợ thì chúng ta lại không chê, ôi cô vợ này béo thế thì lại không. Cái đó là một phần tư muỗng. Không sợ nó đập vào mặt. Rồi. Một phần tư muỗng rượu tequila. Rồi bắt đầu cho này vô hả? Chưa, đánh cho nó đánh cho đều chưa đã. Đánh cho nó đều bởi vì cái rượu ấy, nó sẽ nằm một chỗ đó là nó sẽ không đều, nghĩa là thêm một lần nữa. Nhớ không? Nhớ. Cho hai lần. Đó, hai rồi. Lần. Rồi, mở cho. Đây nè, bây giờ tôi cho vào nha quý vị nha. Công việc Thu Hương giỏi nhất là giỏi nhất tôm là cái nghề chiên tôm. Đó. Rồi, giờ chúng ta mở lửa lên. Cho nó lửa cao chút. Ok. Đó. Bây giờ chúng ta lắc. Lắc cho nó đều. Cái này là cái gạch nè, Chef Manny ơi. Dạ. Yeah. Chef Manny nghĩ em có cho vào không? Cho vào luôn đi. Cái đó ăn cơm rất là ngon. Cái này là gạch đó quý vị. Ngày xưa hồi bé đó, thích ăn xong cơm là thích liếm mấy cái đĩa đó. Ừ, rất là ngon gạch đó. Yeah, liếm mấy cái đĩa là nó thơm, nó ngon lắm. Rồi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cho cái này ha. Cho hành lá cái này trước đã nhé. Một tí dầu mè thôi. Rồi cái này ha. Tí tiêu ha, tí đường ha. Tí đường. Đó. Thêm một tí cái này vào ha, một tí thôi ha. Cái gì? Đường. Không. Cốt hủ tiếu quốc Việt. Hành lá và ớt. Quý vị thấy ông Benny để lại một tí cái này. Cho nó đẹp một tí, đúng không? Dạ, để ba Thu đi lấy ngò nha. Lấy cho Chef Benny một miếng ngò. Benny sẽ lắc cái này đến bao giờ khi nào Thu Hương đi 36 phố phường trở về rồi đó, sẽ bắt đầu là trở xong. Trở về ngay. Rồi. Quý vị ơi. Thế. Tôm rang trứng muối. Tôm rang trứng muối. Còn một cái nữa. Đó, một cái trái dâu nữa. Quý vị thấy này. Trái dâu và một tí rượu nữa. Đó, trời ơi, cái này này. Quý vị khi mà quý vị nhìn thế này thì thấy nó lạ lạ chứ nhưng mà khi mà ăn lên nó khác liền nhá. Rất là thơm ha. Quý vị sẽ cái này đó. Benny thích là cái này này. Ăn mấy cái này, cái strawberry này đó. Cái này là một sáng chế của người Ý. Benny rất là thích, hôm đó đi ăn một cái nhà hàng thực sự là không ngờ được. Cái ông ấy ra, ông ấy bóp một cái này, trời ơi, ăn ngay lúc đó. Mình tưới lên, thấy ngon quá, chừng cái bắt trước luôn. Mấy đứa bé ăn được không? Có rượu mà. Bé 3 tuổi thì không ăn tôm đâu. Okay. 30 tuổi thì nó sẽ ăn. Đây, tôm rang trứng muối mà lột vỏ rồi quý vị ơi. Vâng. Đây, và bây giờ Thu Hương lấy một chén cơm nhá. Lấy một chén cơm. Rồi, bây giờ Thu Hương sẽ xin nếm trước cái tôm có vỏ trước nè. Ăn rồi ăn không có vỏ trước chứ. Ăn không vỏ hả? Uh-huh. Ok, vậy biết tại sao? Tại sao? Phải đỡ phải nhổ vỏ xuống. À, hay ha. Vậy đây, thử trước nha, coi sếp nhà ta làm như thế nào nha. Có ra trò không? Không ra trò cũng ra học à. Thơm lắm. Cái đũa đừng có nhét sâu quá, nó đâm vào cổ họng á. Chạy hả? Yeah. Béo ngậy mà rất là thơm. Thơm lắm. Yeah. Thấy không? Ăn nó có một tí cái mùi hương vị khác ở cái strawberry đó. Dạ, rất là thơm. Nó làm cho mình nó hiếu kỳ. Mình lấy mình làm một cái gì mà nó straight quá đó, nó không có hiếu kỳ, tính nhất hiếu kỳ. Bây giờ xin một con khô tôm có vỏ nha. Rồi. Bây giờ ăn có vỏ được phải không? Ăn được. Rồi. Bây giờ ăn cả vỏ hay là không ăn cả vỏ? Ăn cả vỏ quý vị ơi, Thu ăn vỏ luôn. Quay mặt luôn để có gì còn gọi emergency. Quay mặt luôn. Béo ngậy. Cái trứng muối rất là ngon. Dạ vâng. Bé ngậy lắm. Dạ. Dạ vâng. Đúng không? Cái mút cái vỏ đó. Đúng rồi quý vị, cái này phải có chai bia. Ui giời Thu ơi. Chưa có ăn cái con tôm bên trong mà Thu đã ăn. Bên ngoài nó rất là ngon. Nó ngậy mà nó béo, ngon hơn là tôm rang muối nhiều. Nhưng Benny nói thế này này, quý vị thân thương là Benny đã dùng rất là nhiều, có nhiều cái gia vị khác lắm. Nhưng mà khi mà dùng tới cái cốt quốc Việt đó,
cái thực sự cái cốt chay này nó vẫn chưa bằng cái những cái cốt khác đâu. Cái cốt khác nó đậm đà, nó có một cái mùi vị khác hơn nữa. Cho nên á là dùng cái cốt chay này nó vẫn chỉ là tới 80% để mà làm cái món này thôi. Khi mà next time quý vị không phải cái ngày ăn mùa chay đó, quý vị dùng cái cốt hủ tiếu. Nó ngon hơn có nhiều. Có hủ tiếu mặn à quý vị. Ngon quá anh Benny. Okay. Xin lỗi quý vị nha. Tại vì cái bên ngoài nó rất là ngon. Cái món tôm rang trứng muối này nè, Thu Hương phải làm ở nhà vì quá ngon và quá hay. Vì cái trứng muối nó bọc bên ngoài con tôm, nó ngậy ngậy béo béo giòn giòn và thơm mùi rượu và mùi dâu. Mùi trái cây. Nếu mà không rút cái ruột đen đen ra còn ngon nữa. Vậy à? Vậy thì Thu Hương rất là cảm ơn Chef Benny đã trở lại với chúng ta với một cái món tôm rang trứng muối. Thu Hương cảm ơn quý khán giả đã email cho Thu Hương ẩm thực ngày nay @quốcviet.com, cũng như là cảm ơn quý vị đã khen tặng Chef Benny rất là nhiều. Và Thu Hương xin hứa là khi mà Thu Hương làm show với Chef Benny thì Thu Hương sẽ chậm chậm từ tốn chứ không có phải là lấu tấu nữa. Cảm ơn quý vị khán giả, xin hẹn gặp lại quý vị vào show tới. Dạ, Benny xin kính chào.